Chào mọi người, chào mừng mọi người tới với kênh K-pop Hamac. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái thumbnail cho video kể chuyện làm website cho shop. Thì cái video này nó cũng có nằm trong cái kênh YouTube của mình á, mọi người có thể vào để xem nha. Nói về cái thumbnail cho cái video này thì nó không có quá gì là đặc biệt hay là đẹp, nhưng mà nó là một cái cách làm nhá. Đầu tiên á là mình sẽ vào cái trang của Canva, sau đó gõ chữ thumbnail YouTube thì nó sẽ ra rất là nhiều cái thumbnail mẫu sẵn có sẵn cho mình nha. Thì đây là một trong số những cái mẫu đó nè. Nó là một cái mẫu postcard đó, cái thumbnail á. Nói cho mọi người biết trước á là mình cũng không có sử dụng cái thumbnail rồi đâu, nhưng mà mình chỉ là đang cảm cái thumbnail về cái dạng trang trí bốn góc này thôi, để mình làm thử trước, để sau đó mình mới làm cho cái thumbnail của mình ha. Mình ban đầu là thao tác của mình là đổi màu để xem coi cái nào màu nào là nó phù hợp cho cái tông. Thì mình đang tính lấy màu hồng, tại vì cái bìa của trang web của mình á, cái trang chủ á là nó cũng đang đi theo màu tông màu hồng, nên mình đang tính là chỉnh thử. Tuy nhiên á là cái đó, cái hình mình chụp màn hình lại á, đây nè, mình sẽ chụp cái màn hình của cái website của mình lại để đưa vô ha. Mình lấy đoạn này thì đoạn này nó là màu hồng rồi, mà mình làm cái thumbnail nó cũng chủ đề màu hồng nữa thì nó sẽ không có nổi bật, nó sẽ bị chìm xuống á và rất là khó để nhìn. Thêm vào đó là cái bức hình ở bên tay phải này nè, nó cái khung của nó hơi nhỏ so với lại cái hình mà mình chụp màn hình ha. Nên nó nhìn vô rất là vô lý. Thế là sau đó mình quyết định là xóa hết đi. Không có tìm được cái phần ưng ý nên mình xóa đi. Rồi, sau khi xóa đi thì mình sẽ là tự thiết kế lại cái thumbnail cho mình 100% luôn. Đây, ban đầu á, nhẹ ra thường làm trước khi làm cái gì á, mình cũng sẽ tham khảo hình ảnh rất là nhiều và sau đó mới quyết định là làm theo cái sườn hoặc là dàn ý như thế nào ha. Nhưng mà vì cái thumbnail này á, nó sao ha, nó cũng không quá quan trọng với mình, với lại nó cũng chỉ là cái bìa để một cái video thường thường thôi, nên mình cũng không có đầu tư quá nhiều thời gian vô, nên vừa làm tới đâu thì nghĩ tới đâu làm tới đó thôi, chứ không có đi tìm ý tưởng của tham khảo trên Pinterest hay là trên Google để xem những cái hình ảnh thumbnail khác. Thì riêng về cái thumbnail này á, là nó không có cái đối tượng là hình ảnh. Mình thấy ở trên YouTube á, mọi người hay làm cái ảnh bìa là đưa cái hình chủ thể là bản thân mình hoặc là một cái người MC của cái video á đưa lên đó. Nhưng mà mình thì không có hay show mặt của mình lên YouTube đó, thì nên mình không có lựa chọn đó. Thì nếu mà giả sử á, bạn mà đưa hình ảnh, xin lỗi nhé, mình đang bị cảm á, nên cái giọng nó cũng hơi cái nghẹt nghẹt. Nếu mà bạn muốn đưa cái hình ảnh của mình lên và làm nổi bật cái hình ảnh á, thì nó có một cái cách làm khác, đó là mình sẽ có cái viền ở xung quanh á để làm nổi bật cái chủ thể là bản thân mình lên. Thì không biết là chắc là một video nào đó khác mình sẽ thử đưa bản thân mình lên, rồi mình sẽ làm cái thumbnail về cái dạng hình ảnh đó cho mọi người nha. Cái thumbnail này á, là làm cũng khá là nhanh á, và thường á, là mọi người sẽ đi theo một cái chủ đề. Ví dụ xuyên suốt thì làm một cái thumbnail theo một cái chủ đề đó. Ví dụ như theo từng tập 1, tập 2, tập 3 thì nó sẽ giống nhau á. Nhưng mà cái kể chuyện làm website này của mình á, là mình đang đi theo kiểu tùm lum á, nên mình cũng không có cố định cái chủ đề nào. Nhưng mà thường á, nếu mà mình làm á, có bài bản á, là mình sẽ theo từng tập á, là về cái ảnh bìa nó sẽ giống hao hao nhau á, chứ không có như vậy đâu. Giờ chỉ là bất chợt thôi nên mình làm cho mọi người xem. Thì một số lưu ý khi làm cái thumbnail này á, là
đừng có để quá nhiều cái phông chữ lên trên cái bìa nhé, nếu không nó sẽ rối lắm. Ví dụ như là cái hình website của mình đang là có những cái dòng chữ rồi, thì cái phông đó rồi, bây giờ là mình có một cái kính lúp nhấn vô cái chỗ cái tên trang web của mình là www.scapehammock.com á, thì đó là một cái phông khác, là hai phông rồi nha. Rồi cái chữ blog cho ngày làm việc chăm chỉ là ba phông, rồi thêm chữ kể chuyện 4 phông, rồi cái chữ làm website cho shop 5 phông, rồi tập 4 nữa 6 phông. Có nghĩa là nếu mà mình lựa chọn mỗi kiểu một phông khác nhau á thì nhìn nó sẽ rất là loạn, nên mình sẽ lựa chọn là cái chữ kể chuyện này chỉ là làm nổi bật nó lên thôi, nên chọn cái phần chữ mà đơn giản nhất á đó. Thường đó là mình hay vô để chọn Vietnamese để đỡ mất công phải chỉnh sửa nhiều về chữ đó. Đơn giản nhất. Rồi xong rồi chữ làm website cho shop thì phông nó sẽ tương tự với chữ scalpupamac.com ha. Tập 4 thì là tương tự với lại chữ kể chuyện. Nó chỉ cần làm nổi bật cái nội dung lên như vậy thôi là được rồi. Là mọi người đã hiểu cái video này mình muốn nói cái gì rồi ha. Rồi bây giờ trong quá quá trình này chỉ là trang trí cho cái gì nó không có đơn điệu thôi. Thì lấy ý tưởng của cái thumbnail đầu tiên mà mình tham khảo là trang trí bốn góc và đưa những cái element vô để làm nổi bật. Thì bây giờ mình bắt đầu mình lựa chọn đưa vô và sẽ chọn cái hình ảnh cho nó nổi lên. Này là hoàn toàn là tự phát, chứ không có một cái kế hoạch gì hết trong đầu ha, vừa làm vừa nghĩ rồi làm thôi, nên nó cũng không gọi là hoàn hảo 100%, nhưng mà nó cũng coi là tạm được đi. Thường đó mình cũng mấy cái trang trí mà theo kiểu tự phát này á, nó nhiều khi nó cũng rối rối á. Mà nói chung là cách dễ nhất cho mọi người đó là cứ vào cái Canva, sau đó gõ chữ thumbnail YouTube là nó ra hàng trăm cái thumbnail mẫu sẵn á. Nếu mà được á, thì mọi người chỉ cần thay đổi cái hình ảnh của nội dung của cái video lên là được thôi, cũng không cần thay đổi gì nhiều đâu. Cái này là mình làm mới hoàn toàn 100% á, nên nó mất thời gian á, chứ không bình thường làm cái này khoảng 2 phút thôi à. Để đưa cái element phù hợp vô cái thumbnail này con cũng mệt mỏi nữa. Mọi người có thấy cái hình ảnh chụp màn hình của mình, cái website á đưa lên á, là nó có ở phía sau nó có một cái bóng không? Cái đấy là phải vào cái phần edit image, là sau đó chọn cái phần shape down á, có nghĩa là đổ bóng á, thì cái đó nó sẽ đổ lên và làm nổi cái hình ảnh đó lên ha. Khi nào mà bạn đưa cái hình ảnh của mình lên á, thì mình chỉ cần xóa cái background ở phía sau, mà sau đó cũng chọn shadow, xong rồi làm cái đường viền màu trắng hoặc màu vàng ở xung quanh cái hình ảnh của bạn để làm nổi bật cái thumbnail lên là xong rồi đó. Rồi thì cũng sắp kết thúc cái thumbnail này rồi nè. Rồi mọi người hãy đăng ký kênh để theo dõi thêm nha. Chào mọi người.